Thảo đang ngồi sau. Cơ miếng không kinh. Dạ cái máy quay Dạ, mình đang mở, mình đang nói gì?
ngay chỗ ấy luôn gì bạn, ngay chỗ ấy luôn. Đẹp. À đẹp. Màu xanh đấy. À, chỗ lớp tín đấy. Ngồi mấy người sẽ sống với ngồi ngược ra thì chị rõ nha. Rồi ngồi chỗ đây lấy bài luôn, quay lấy bài luôn. Dạ đúng nghiệp luôn. Chứ đây thì im hơn chứ không nãy. Hả? Đây con hàng khác mà. Kia chạy ầm. Rồi hàng kia nó chưa tới. Thế nó gọi em ba nãy rồi chưa em một chỗ đi đâu. Nên mình chạy mình chạy khách mà đâu sợ. Mình cần được bán cái đồng cơ đồng. Vừa có bán canh tiểu hoa mình đã bán mấy rẻ. 15.000 20.000 cũng mấy chục triệu đồng bán được. Đồng cơ đồng.
bên biển thì không rồi. Không nhà không? Nhà ngủ. Nhà. Ông ngồi đốt chắc mà giờ giờ nhà ngủ chứ không có làm gì đâu. Đúng không? Tự nhiên. Nhau đi bộ về tốt mà. Đi ba lên kia băng qua cánh đồng tới mấy. Sao không ra hình con vậy chị? Trời ơi, cái lúc mình gọi nó không ra hình con vậy đâu. Này dữ không? Thank you.